Đấy, hôm nay này chế tạo xong rồi một cái tuabin thủy điện nữa rồi. Cái này là dùng cho anh bạn ở Minh Tiến ở xã Tàng Tòng. Đấy, nhà có cái nguồn nước này thì cung cấp đủ vào cái ống 90. Đấy, làm gọn nhẹ thế này. Máy này thì chạy yên tâm, không bao giờ phải nghi nhờ. Cái máy Trung Quốc chạy một bóng không cháy. Đó. Máy này chạy cực bon luôn. Đấy. Tăng decoder tự động automatic. Chứ không phải là phải cùng claim một led để vặn để tăng khi mà chạy. Chạy nó là nó tự tăng. Decoder dão nó tự tăng. Đấy, ai có nhu cầu thì đến km 8 Yên Bái nhá, hỏi nhà anh Nan ấy, chuyên nghiên cứu chế tạo những loại phát điện từ nhỏ cho đến lớn. Phụ thuộc vào nguồn nước.